nữ sinh Học viện Hàng không quê Hà Tĩnh và Trung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 vừa công bố danh sách 58 thí sinh vào vòng trung khảo toàn quốc. Trong số này, có nữ sinh Bùi Thị Hoàng Yến, chú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Bùi Thị Hoàng Yến, sinh năm 2000, là con thứ hai trong gia đình có ba anh chị em, có bố là người huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, mẹ quê thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Gia đình Hoàng Yến hiện trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê. Hoàng Yến cao 1m75, đang là sinh viên năm cuối Học viện Hàng không Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng là cuộc thi nhan sắc đầu tiên mà cô tham gia. Vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam diễn ra trong hai ngày 22 tháng 10, khu vực phía Nam, và ngày 23 tháng 10, khu vực phía Bắc. Các thí sinh lần lượt trải qua phần kiểm tra nhân chất học, gặp gỡ ban giám khảo trong vòng phỏng vấn kín và trình diễn kỹ năng. Sau các phần thi, từ hàng trăm thí sinh đến từ mọi miền đất nước, ban giám khảo chọn ra 58 người đẹp bước vào vòng trung khảo toàn quốc. Vẻ đẹp tự nhiên là tiêu chí hàng đầu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thể lệ cuộc thi yêu cầu thí sinh chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, năm nay, quy định này được nới lỏng hơn. Ban tổ chức chấp nhận thí sinh xăm môi, lông mày hoặc làm răng thẩm mỹ do tai nạn, bệnh lý ở vị trí không quá lộ. Ban tổ chức cũng chấp nhận hình xăm ở một số vị trí phù hợp. Được tổ chức 2 năm một lần, Hoa hậu Việt Nam 2022 đánh dấu mốc 20 năm cuộc thi ra đời, định danh và phát triển. Trong bối cảnh nhiều sân chơi sắc đẹp uy tín được tổ chức tại Việt Nam hiện nay, Hoa hậu Việt Nam vẫn là cuộc thi lâu đời, có quy mô rộng và cơ sở xã hội lớn nhất. Bởi vì cuộc thi luôn luôn được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo. Ban tổ chức cuộc thi cũng do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định, nhà báo Lê Xuân Sơn, trưởng ban giám khảo, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho biết. Top 58 thí sinh được lựa chọn vào vòng trung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 năm nay có chiều cao từ 1,68m trở lên, độ tuổi từ 18 đến 24, trình độ học vấn tốt và tự tin trong giao tiếp. Trung khảo cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 11 và đến tháng 12, chung kết sẽ được tổ chức. Cô gái đăng quang sẽ được Hoa hậu Đỗ Thị Hà trao vương miện và bắt đầu hành trình đương nhiệm.